Rồi xin chào anh em tiếp theo trong series wifi cơ bản cũng là một bài liên quan tới anten thì video trước mình nói rất nhiều về anten ha thì anh em nào chưa xem bài anten trước thì có thể xem ở link mình để ở phần mô tả bên dưới video nha còn video hôm nay mình sẽ nói về MIMO MIMO là chữ viết tắt của từ multiple input multiple output tức là bây giờ access point mình sẽ có nhiều anten phát và nhiều anten thu các bạn xem cái hình ví dụ bên bên dưới của mình nè à, thì mọi người thấy nó, con asset bond mình có có bốn cái miếng thép đúng không màu trắng trắng á thì đó là bốn cái anten của con asset bond và nó sẽ có bốn sợi dây nó kết nối vào hai con nó kết nối vào một cái máy hai sợi nó kết nối vào một cái máy phát và hai sợi nó kết nối vào một cái máy thu đó thì đó là anten mimo mimo nó chỉ xuất hiện từ Wi-Fi thế hệ thứ tư trở đi thôi, hay tức là xuất hiện từ cái chuẩn chuẩn N trở về sau thôi á. Nhưng mà bây giờ chắc anh em mình không hay còn dùng những cái Wi-Fi chuẩn cũ nữa rồi, chuẩn N trở đi hết rồi, cho nên thôi mặc kệ nó, cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Cái mà mình quan tâm á là mục đích người ta làm ra cái MIMO này á là để giải quyết vấn đề multipath trong Wi-Fi. Thì multipath là cái gì thì anh em mình xem cái hình à, ví dụ này nha. Mình có một con Access Point và một cái client nè. Thì trong thực tế thì khi mà asset bond với client trao đổi dữ liệu với nhau á không phải là nó bắn thẳng trực tiếp với nhau giống như trong mạng dây đâu, không phải là asset bond bắn cái chéo vậy là tới client đâu. Mà sóng điện từ nó sẽ lan truyền trong không gian xung quanh và khi nó gặp tường nó sẽ phản xạ và nó đến được tới client theo nhiều đường khác nhau. Như vậy dẫn tới hiện tượng là client của mình sẽ nhận được nhiều tín hiệu khác nhau và những cái tín hiệu mà là nhận được này nè có thể nó sẽ cộng hưởng với nhau hoặc là nó có thể triệt tiêu với nhau nhưng mà tóm lại là tín hiệu nó sẽ bị suy giảm chất lượng rất là nhiều để giải quyết cái hiện tượng này thì người ta sẽ nghĩ ra một cái cách là người ta đặt nhiều anten phát và nhiều anten thu thì nhiều anten phát nó sẽ phát ra nhiều luồng dữ liệu và nhiều anten thu nó sẽ thu được nhiều cái luồng tín hiệu khác nhau và nó sẽ tổng hợp những cái luồng tín hiệu từ nhiều cái anten này để nó khôi phục chất lượng của tín hiệu thu thì đơn giản tưởng tượng giống như là bây giờ mình có hai con người mình có hai cái lỗ tai vậy đó thì nhờ hai cái lỗ tai này sẽ giúp cho cái việc mình nghe âm thanh và mình định hướng nó chính xác hơn đúng không anh em mình chơi game những cái game những ví dụ như Counter Strike hay là PUBG chẳng hạn mình đeo cái headphone có hai cái thì mình nghe tiếng súng mình có thể biết được là tiếng súng nó bắn được từ bên trái hay bên phải hay là ở trên ở dưới thì cái mô nó cũng tương tự vậy và thực chất là cái trong cái môi trường mà multi càng nhiều thì lại càng giúp cho cái mai mô này nó hoạt động hiệu quả hơn hay nói một cách khác là mai mô nó biến cái multi bát từ thù thành bạn và mình đi sâu một tí vào cái mai mô ha thì thì cụ thể một con asset bond có bao nhiêu anten phát và bao nhiêu anten thu thì để biết cụ thể thì mình nhìn vào cái thông số mà nhà sản xuất họ ghi ví dụ như họ ghi là 2x2 đi hoặc là 3x3 hoặc là 4x4 thì cái con số phía trước là cái số anten phát và số phía sau là số anten thu thì không phải lúc nào số ăn tên phát và số ăn tên thu nó cũng bằng nhau đâu có con thì ví dụ thường là thường là bằng thôi nhưng mà có một số con nó sẽ là 2 x 3 hoặc là 3 x 4 vậy đó thì cũng tùy thôi à rồi một thuật ngữ khác mà các anh em mình cũng sẽ gặp và mình cũng hay nhắc đến trong các video trước á mà nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái physical rate của mình đó chính là spatial stream hay mình tạm dịch là luồng dữ liệu đi thì ví dụ như một con asset bond có hai spatial stream tức là nó có thể truyền được hai luồng dữ liệu song song. À mình nói vậy cho dễ hình dung nè, là bạn có hai cái miệng và bạn phải đọc một đoạn văn có 100 chữ thì hai cái miệng của bạn có thể đọc cùng một lúc, một cái đọc 50 chữ và cái kia đọc 50 chữ. Như vậy thì tốc độ nó sẽ tăng gấp đôi. Thì như trên hình là mình có một con asset bond với 3 parallel stream nè. Thì bạn thấy một cái đoạn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thì nó có thể truyền 3 luồng, một luồng 1 2 3, một luồng 4 5 6, một luồng 7 8 9 và các lion mình có thể nhận được 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cùng một lúc luôn và tốc độ truyền nó sẽ tăng gấp 3 lần thì cái số spatial stream nó sẽ được ghi phía sau dấu 2 chấm à, ví dụ như mình có 2x2, 2.2 đi thì số 2 đầu tiên là số anten phát nè số 2 ở giữa là số anten thu nè và số 2 sau cùng mà ghi sau dấu 2 chấm đó, chính là số spatial stream Tiếp theo nữa sẽ là một cái mà được rất là nhiều anh em nhắc tới nhắc đến trên trên group đó chính là MU Maimo thì à, mình lưu ý anh em nha là cái công nghệ MU Maimo này chỉ xuất hiện trên chuẩn AC quay 2 trở về sau thôi chuẩn N với chuẩn AC bình thường quay 1 là không có có đâu thì trước khi mà MU Maimo xuất hiện thì người ta có SU Maimo là single user Maimo á thì với SU Maimo thì một asset bond cùng một lúc chỉ phục vụ được một client thôi ha. Và hết client này xong tới client khác. Và đến khi chuẩn AC chính xác là chuẩn AC Wave 2 nó ra đời thì được cùng với đó là công nghệ MU-MIMO thì chữ MU đó chính là viết tắt của chữ multiple user. Lúc đó thì một asset bond có thể phục vụ nhiều client cùng một lúc nhưng mà nói nhiều thôi chứ thực ra cũng không nhiều lắm đâu bốn là dữ lắm rồi nó phụ thuộc vào cái số anten phát và cái số spatial stream nhưng mà một cái lưu ý nữa đó là cái mu mimo trên chuẩn ac ấy, nó chỉ là một chiều thôi nó gọi là downlink mu mimo tức là một asset bond có thể phục vụ được nhiều client cùng một lúc nhưng mà ở cái chiều ngược lên á thì chỉ có một client được truyền dữ liệu cho ab tại một thời điểm thôi khi mà mình lên chuẩn wifi 6, chuẩn ax thì mình sẽ có mu mimo hai chiều luôn rồi đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về MIMO Ngoài ra còn một số thứ liên quan tới MIMO nữa Ví dụ như là beamforming chẳng hạn Nhưng mà mình nghĩ nó cũng không thực sự cần thiết cho những cái nhu cầu hàng ngày của anh em đâu cho nên thôi video hôm nay mình kết thúc ở đây vậy cảm ơn anh em hẹn gặp lại anh em trong các video sau